everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi 8 tựa game. Tựa game đầu tiên mà mình chơi đó là Just Scratch Hollow 2. Các bạn cùng mình đi khám phá tựa game này trước tiên nha. Tựa game này thì các bạn có thể nhấn vào tay của mình và làm theo, nó cũng vô cùng đơn giản thôi các bạn ơi. Chúng ta sẽ di chuyển cái xe thật chậm sao cho đến được cảm giác của cô gái này. Chúng ta sẽ giành chiến thắng trong level này. Trong tựa game này thì chúng ta sẽ phải đi tìm 8 mẫu giấy. Tìm đủ 8 mẫu giấy thì chúng ta sẽ mở được cái chiếc hộp này. Trong chiếc hộp thì chứa một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa đó sẽ giúp chúng ta mở cửa một căn hầm, khám phá bí mật của ngôi nhà này và giành chiến thắng trong tựa game. 8 mẫu giấy trong tựa game này thì nó sắp xếp một vị trí cố định, nó ở rất nhiều nơi, vì thế mỗi lần chơi là mỗi lần chúng ta phải đi tìm. Sao mình nói mất thời gian? Mất thời gian đây là nếu chúng ta không tìm kỹ
mà chúng ta không thấy, chúng ta sẽ phải quay lại các căn phòng để tìm lại những mẩu giấy nên rất mất thời gian. Thế, ôi, cái đi đến đâu chúng ta hãy tìm chắc đến nó. Chúng ta lục soát thật kỹ từng căn phòng một. Sau một chi tiết là chúng ta sẽ rất vất vả để tìm lại. Phải tìm đủ 8 mẩu giấy thì mới mở được cái hòm lúc đầu game mình chỉ cho các bạn đấy. Cái gì đây? Nó vừa nhìn mình các bạn ơi. Căn phòng rộng lớn như thế này lại không có gì, còn mỗi một nơi mà chúng ta
chưa vào thôi. Đó là cái căn phòng khi chúng ta mất lên tầng 2 ngày hôm nay mình không có chìa khóa để mở đấy. Đúng một giờ cuối cùng nằm trong đây. Hy vọng là như thế. Đây rồi, chính xác luôn. Đây thì chúng ta phải đi tìm thêm một cái xà beng nữa. Xà beng nó sẽ giúp chúng ta cậy cửa một căn phòng. Căn phòng đó thì vẫn chưa bí mật của ngôi nhà này. Giúp chúng ta chỉ đánh trong tự lên. Đây. Mình sẽ chơi chế độ baby. Trong tựa game này thì chúng ta sẽ phải tìm cách thoát ra khỏi quả này. Thank you.
Có qua và hội thoại giữa hai nhân vật này. Sau khi cứu anh cảnh sát thì anh ta cho mình một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa này giúp mở cửa căn phòng thư viện. Chúng ta phải tìm đến căn phòng thư viện và mở cửa căn phòng thư viện ra. Sau đó thì đặt cái cuộn phim này vào cái máy chiếu, sẽ hiện ra một dãy mật khẩu của căn phòng trên tầng 2 này. Ice cream on.
chơi ở chế độ Ghost. Mình sẽ cùng đi chuyển đến quán cà phê. Ta sẽ sang bên đây, bởi vì bên đây sẽ có một cái cây dầu. Ta bơm đầy dầu vào cái can này để làm dụng. Còn đây là cái máy kho, kho cho cánh cửa này rơi ra này.
chúng ta sẽ sang bên này và tìm chiếc áo của chúng bảo vệ. Bên trong đó thì chiếc chìa khóa của văn phòng quán cà phê. Chúng ta cũng di chuyển đến Bắc. Chúng ta phải tìm cái ôi ném cũng không việc gì luôn này. Tìm chiếc thẻ của Anthony nha. Quay cái ốt này ra và lấy một cái kìm. Chính là chiếc chìa khóa để giải cứu người bạn của chúng ta. Đi thôi. Yeah.
6 lần di chuyển thôi. Chuyển tên này. Trò chơi nào đấy không được rồi, phải tắt nó đi thôi. Ok, chúng ta sẽ trốn thoát ra ngoài. Rồi, tính tim đập càng mạnh thì tên sát thủ càng gần ở chúng ta nha. Phải đến một nơi an toàn một chút đã. Đây là cái cửa thì chúng ta tìm đủ mở đủ 5 cái máy phát. Đây thì các đồng đội của mình và mình đang đi tìm. đi tìm
để những người bạn khác đi tìm và cứu đội. Tiếp theo của video này đó chính là tựa game Origin Tree. Trong tựa game này thì chúng ta sẽ phải tìm 5 chiếc chìa khóa và một chiếc gương vàng, nhưng quan trọng nhất vẫn là 5 chiếc chìa khóa bạc. Chiếc chìa khóa đầu tiên, từ đủ 5 chiếc chìa khóa bạc này thì chúng ta sẽ giành chiến thắng luôn. Đây thì có Slenderman canh giữ, chúng ta cũng không được nhìn vào mắt của ông ta. Nếu nhìn vào mắt của ông ta là chúng ta sẽ thua luôn. Luôn à? Sao tự nhiên anh gặp ngay ông ta thế này? Anh không để ý, nhìn thấy chiếc dương vàng sớm quá, anh ngờ là một cú lừa các bạn ơi. Đây
Ui lại bị bắt rồi. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo nhà, Stickman Wario. Sao hôm nay mình chơi trò chơi đó tệ thật. Mọi lần mình chơi mình có thể giành chiến thắng một cách dễ dàng mà. Ready, fight. Bye, see you again. Hẹn gặp lại. Bye bye.